Những cuốn sách mà Hành trình trái tim mang đến cho cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân đã mang lại một nguồn tri thức rất lớn, góp phần nâng cao cái nhận thức, kiến thức của cán bộ chiến sĩ trong quá trình học tập cũng như huấn luyện và công tác. Từ đó khởi tạo, lan tỏa, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ quyết tâm học tập, rèn luyện, làm chủ kiến thức, đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình huấn luyện và công tác. Thì đây là một chương trình rất là ý nghĩa, góp phần khởi tạo, lan tỏa ý chí quyết tâm cho đồng viên, thanh niên, cán bộ và sĩ quan trẻ trên con đường lập nghiệp và cũng như công tác phục vụ tại đơn vị. Thực sự cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi mình được tham gia hành trình từ trái tim, đến được với những cái vùng biển đảo xa xôi thì cả là một hành trình vô cùng khó khăn. Nó đã đem những cái sức mạnh tinh thần đến gần hơn với các bạn trẻ nói riêng và tất cả những người dân ở những vùng biển đảo nói chung. Cái sự khó khăn cũng như là cái nhiệm vụ cao cả mà các anh chiến sĩ hải quân đang phải gánh vác tại quần đảo Phú Quốc này nói riêng và tất cả các anh chiến sĩ hải quân cho các quần đảo nói chung. Chúng mình thế hệ trẻ thì mình cần phải trân quý những cái nền tảng vững chắc, nguồn kiến thức để mà sau này khi mà các em ra đời, để mà các em có thể đối mặt với tất cả khó khăn xung quanh cuộc sống của mình.